gì nhá? Tin nhắn Benelli này chạy rầm rầm. Hello mọi người, hello mọi người trong livestream nha. Mọi người ơi, có ai tiếp viện không? Mọi người tiếp viện mình comment lên nha. Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, có ai tiếp viện không? Mọi người tiếp viện mọi người comment lên nha. Chào chị Lê Thắm. Hello chị Thắm nha. Lần nào cũng chơi là chị Thắm vào đầu tiên hết trơn. Hello Sang Nguyễn nè. Beautiful and thank you. Hello mọi người. Chị chào Hạ My nha. Chào Hạ My luôn nè. Hello mọi người trong live. Mọi người thấy mình mọi người comment lên nha. Hello. Hello, hello mọi người. Mọi người thấy mình mọi người comment nhiệt tình lên nha. Hello, xin chào. Mọi người ơi, mọi người thấy mình mọi người comment lên nè. Hello mọi người. Chào Nu Nắc nha. Hello Nu Nắc luôn nè. Cô Nắc chứ. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy mình mọi người comment nhiều lên nha. Mọi người comment lên cho mình chào mọi người nè. Hello. Em chào chị Tài nha. Em chào chị Tài luôn nha. Cây vũ sữa chưa có đúng nha. Hello anh Nguyễn Hoàng Phúc nè. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy mình mọi người comment lên nha. Cây vũ sữa chưa có đúng nha. Cây xăng cục chưa có đúng luôn nè. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người comment lên đi. Cây xăng sai bét luôn. Cây vũ sữa chưa có đúng nha cô Nắc ơi. Chưa có đúng nha. Hello mọi người. Mọi người ơi, mình bắt đầu chơi mini game nè. Đầu tiên là mọi người sai livestream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai. Và bước thứ hai đó là mọi người sẽ comment đáp án ngày hôm nay. Mọi người phải sai livestream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân mới được chơi mini game nha. Cây cột điện chưa có đúng nha anh Phong Lê ơi. Cây số chưa có đúng nè. À, cây khô cũng chưa đúng nha anh Minh Đạo ơi. Anh Minh Đạo, anh Hoàng Phúc chưa có xem livestream nào cũng được chơi mini game nha. Mọi người phải xem livestream vào 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân thì mọi người mới được chơi mini game này. Phải xem trước rồi comment sau nha. Nguyễn Minh Đạo chưa nè, Chí Tài chưa nè, Trần Trúc chưa xem livestream rồi nha. Minh Đạo nè, Chí Tài với lại Trần Trúc, ba người chưa có xem livestream nào cũng được chơi mini game luôn nha. Mọi người xem livestream trước rồi chơi mini game nha mọi người. Và đừng quên chụp màn hình lại nha. Lát nữa mà lỡ đâu là trúng là sẽ gửi cái phần mà xem livestream qua cho Pay nha. Để bên đây kiểm tra nha. Cây gậy chưa có đúng nha Hoàng Phúc ơi. Chưa có xem livestream nó không có được comment nha mọi người là không có được chơi mini game nha. Nếu như có chơi thì bọn em cũng sẽ không công nhận cái kết quả đó đâu ạ. Nên mọi người phải xem livestream trước khi công bố kết quả nha. Cây trổ chưa có đúng. Cây trổ chưa có đúng nha mọi người. Cây trổ chưa có đúng nè. Cây gì mà không có lá mọi người xem livestream về 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân để chế độ công khai và comment đáp án. Nếu như mà bạn nào mà ngày hôm nay trả lời đúng và cũng như thực hiện được các bước của mini game là xem livestream thì em sẽ tặng ngay cho bạn đó một chiếc kính. Đó là chiếc kính Lacoste này, dòng kính này là kính nam nữ đều mang được nha. Đều đeo được nha mọi người, cực kỳ là đẹp luôn nha. Kính Lacoste mọi người, kính này có giá là 300.000. Huyền sẽ tặng ngay cho bạn nào mà may mắn ngày hôm nay trả lời đúng câu hỏi và xem livestream và vui hội nhóm cùng một lần lên trang cá nhân. Em chào anh Sơn. Để chưa được tham gia nha.
Mọi người nhớ là phải chỉnh về chế độ công khai, nếu như mà để chế độ bạn bè là cũng không được nhận quà nha. Như vậy là không có đúng quy luật nha mọi người. Cây ATM chưa có đúng này. Hai chị em đồ đạc đúng rồi nha Thương Minh ơi. Cây cột điện chưa đúng nha chị Oanh ơi. Nè, Phạm Quang Huấn, nãy giờ chúng ta chia sẻ là chưa đúng không? Đọc hết trơn đi em. Phạm Quang Huấn nè, anh Trọng Minh Nguyễn nè, Trần Nguyễn Minh Đạo nè, Oanh Nguyễn này, Chí Tài này, Hoàng Phúc này, Trần Trúc này, mọi người ơi, mọi người chưa có xây livestream là mọi người không có được chơi mini game đâu nha. Mọi người phải xây livestream trước rồi mọi người mới chơi mini game nhá. Em nhắc lại cho mọi người là bạn Trần Trúc này, Chí Tài này, Hoàng Phúc này, Oanh Nguyễn này, Thương Trọng Minh Nguyễn đều chưa có xây livestream là không có được chơi mini game. Giờ không, em ở sống ở Hồ Chí Minh. Chia sẻ rồi mà, ok anh Đạo nha. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ livestream nha. Và comment đáp án cây gì không có lá nhá. Chia sẻ livestream và 10 ổ nhóm cộng một lần lên trên cá nhân để ở chế độ công khai nha cả nhà. Để ở chế độ công khai nha. Bạn nào chưa chia sẻ mà comment là sẽ không được công nhận đáp án nha mọi người. Mọi người tiếp tục chia sẻ livestream nè vào 10 ổ nhóm cộng một lần lên trên cá nhân và comment đáp án ngày hôm nay xem cây gì mà không có lá hả mọi người, cây gì mà không có lá. Em nói giọng Bắc nhưng mà em sống ở miền Nam. Em giống ở miền Nam anh Thương Minh ơi. Mọi người tiếp tục comment cho em ạ. Cây gì mà không có lá hả mọi người? Cây gì mà không có lá mọi người sẽ được nhận ngay một chiếc kính cao cấp bên em. Chiếc kính Lacoste này là con cá sấu với mọi người. Cực kỳ là xịn luôn. Đối với chiếc kính này có giá là 300 ngàn. Túc lại đi chơi để chị làm à. Đúng rồi Quách Xíu Út ơi. Túc bị bận, Túc bận, nhà Túc có việc nha. Mọi người sẽ, bạn nào mà may mắn thì sẽ được nhận ngay một chiếc kính Lacoste này có giá là 300 ngàn nha. Kính này thì tròng bằng thủy tinh hữu cơ và nó có khả năng chống chảy, chống sức, chống tia UV chuẩn 400 cho mọi người. Kính này thì có hai màu là màu đen với lại màu trà. Màu đen với lại màu trà, mẫu này là L35 cho mọi người. Huyền sẽ tặng cho bạn nào trả lời đúng và xây livestream vào 10 ở nhóm cộng một lần lên trên cá nhân. Mọi người phải xây livestream rồi mới trả lời nha. Quách Xí Út ơi, em vào chơi game để nhận quà nhá. Đó, quà cực kỳ lớp dẫn mà mọi người còn được tặng kèm thêm một hộp và một chiếc khăn nữa nhá. Cây gì mà không có lá đấy ạ? Cây gì mà không có lá đấy mọi người? Cây xăng chứ có đúng nè. Cây xăng chưa đúng nha Hà Lợn ơi. Máy Hà Lợn chưa xây livestream không có được chơi game nha. Phải xây livestream cho mọi người, xây livestream vào 10 nhóm cộng một lần lên trên cá nhân để chế độ công khai mọi người mới được chơi mini game nhá. Nay em bị đau họng anh Đực ơi. Cây xương rồng chưa có đúng nha Tùng Quảng Ninh ơi. Cây xương rồng chưa có đúng nè. Thêm gợi ý thêm chứ nhiều cây không có lá mà. Thì vậy mới gọi là mini game. Nếu như mà dễ biết, dễ đoán thì gọi gì là mini game nữa đúng không ạ? Cái đó thì mọi người đoán được nhiều như vậy thì làm sao mà có người may mắn được đúng không? Đây là phải cái đáp án gì mà nó hắc búa một chút thì mọi người mới chơi mini game mới vui được đúng không? Cây xương rồng chưa có đúng nha anh Quảng Ninh ơi. Cây ATM cũng chưa có đúng nè. Mọi người tiếp tục comment cho em và đừng quên share livestream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trên cá nhân nha. Chưa đúng cây ATM chưa đúng nha. Em chờ Hoàng Mai. Mai Hoàng chứ cây xăng chưa có đúng nha. Mai Hoàng chưa chia sẻ livestream nó cũng được cho em đi game nha. Cây bút cũng chưa đúng nha anh Đạo ơi. Cây bút chưa có đúng nè. Chị Túc nay nhà chị Túc có việc nên là chị Túc ợp nha anh ơi. Mốt chị Túc mới lại lại. Mai Hoàng chưa chia sẻ livestream nha. Mai Hoàng chưa chia sẻ livestream nó cũng được cho em đi game nha. Cây sung cũng chưa đúng nha Ngọc Anh ơi. Cây sung chưa có đúng nè. Cây cột điện chưa đúng nha anh Cường Độ ơi. Mà Cường Độ chưa xây livestream nó không có được chơi mini game nha. Mọi người phải xây livestream trước rồi mới cầm đáp án nha mọi người. Cây sung chưa có đúng nè. Cây cột điện chưa đúng nha anh Tuấn Đắc ơi. Cây cột điện chưa có đúng ạ. Cây mã tấu chưa đúng Thành Châu ơi. Anh chưa có xây livestream nó không có được chơi mini game nha. Cây cầu cũng chưa đúng nha anh Đạo ơi. Cây cầu chưa có đúng luôn. Mọi người xem livestream trước rồi comment sau cho mọi người. Để mọi người khi mà mọi người may mắn comment đúng thì mọi người sẽ được nhận quà. Còn nếu như mà mọi người comment đúng nhưng mà không xem livestream cũng không có được nhận quà bên em đâu ạ. Cây tăm cũng chưa đúng nhá. Chị Rừng Hoa Lan ơi, chị xem livestream vào 10 nhóm còn một lần lên trên cá nhân mới được chơi mini game nha chị. Hổ coi ơi, cây bút chưa có đúng luôn anh ơi. Cây bút cũng chưa có đúng nè. Mọi người nhìn chiếc kính cực kỳ là đẹp trên tay em ạ. Hổ còi thì chưa chia sẻ livestream. Rung Hoàng Lan, hổ còi chưa chia sẻ livestream nó không có được chơi mini game nha. Cây cột giữa cũng chưa đúng nha anh Đực ơi. Cây cột giữa chưa có đúng nè anh hổ còi với Hoàng
Hoàng Lan nhớ chia sẻ livestream đồng với Johnny Game nha. Hello Lê Nhi, chị chào em. Rồi ngày hôm nay thì Huyền sẽ tặng một chiếc kính 300 ngàn, chiếc kính Lacoste này, và tặng kèm thêm hộp khăn bảo hành 3 tháng cho bạn nào may mắn ngày hôm nay trả lời đúng câu hỏi và xem livestream và mời nhóm cầu một lần lên trang cá nhân nha cả nhà. Mọi người nhanh vào xem livestream và comment đáp án để nhận quà đi ạ. Chào Lê Nhi của chị nha. Hello mọi người trong livestream. Rồi. Cây tiền chưa có đúng nha chị Thủy Lê ơi, mà chị Thủy Lê chưa có xem livestream nào muốn được chơi mini game nha. Mọi người phải thực hiện đủ các bước, đó là xem livestream và mời hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân và comment đáp án cây gì mà không có lá nha. Cây vàng chưa có đúng nha anh Hổ Còi ơi. Cây vàng chưa có đúng nè. Cây vàng chưa có đúng nha. Em chơi game khoảng 5 phút nữa nha mọi người. Em sẽ chơi game trong vòng 5 phút nữa nha. Nếu như mà mọi người không trả lời đúng thì em sẽ công bố kết quả và lướt comment nha. Cây khô cũng chưa đúng luôn, cây gậy cũng chưa đúng nha Đăng Khảnh ơi. Mà anh Đăng Khảnh chưa có xe livestream nè. Chưa xe livestream nào cũng được chơi mini game nha. Lê Nhi chưa chơi xe. Lê Nhi cũng chưa có xe livestream kìa. Chị Nhi ơi, xe livestream trước rồi chơi mini game nha chị ơi. Cây gì mà không có lá, gặp tình yêu. Cây gì mà không có lá, cực kỳ là dễ luôn. Phải máu ngay comment đúng hết trơn. Cây gì mà không có lá. Cây gì mà không có lá mọi người. Cực kỳ là dễ luôn. Cái này có 3. Cái này là 4 từ nha. Cái này đáp án là 4 từ nha. Cây rơm chưa đúng nha anh Đẹp ơi. Cây rơm chưa có đúng nè. Cây rơm chưa có đúng nha. Cây gì mà không có lá mọi người. Cây gì mà không có lá có 3 từ nha. Gợi ý cho mọi người là 3 từ nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ livestream và mời nhóm cộng một lần lên trang cá nhân và trả lời câu hỏi ngày hôm nay đi ạ. Cây gì không có lá, xem bạn nào may mắn sẽ nhận được một chiếc kính Lacoste bên em có giá là 300 ngàn đây. Cây gậy baton chưa có đúng nha anh Hổ ơi. Cây gậy baton chưa có đúng nha. Đó, một chiếc kính cực kỳ là xinh như thế này sẽ thuộc về ai trong ngày hôm nay, trong livestream ngày hôm nay, comment đúng đây ạ mọi người. Đó, em sẽ mang lên cho mọi người xem nha. Chiếc kính Lacoste này thì có giá 300 ngàn nha. Cây chích đứng chưa có đúng nè Nhi ơi. Cây đời chưa có đúng, cây nến chưa đúng. Anh Lê ơi, chưa xem livestream nào không có được chơi mini game anh nha. Cây nến chưa có đúng nha. Nào, cực kỳ là dễ, có 4 từ nha tình yêu. Cái này là có 4 từ. Cái cây này là có 4 từ nha. Gậy chụp hình chưa có đúng nè Hoa Lan ơi. Cây chích đứng chưa đúng nè Nhi. Cây gậy chưa đúng luôn. Anh gần lấy ngay cây gậy chưa có đúng nha. Trời, mọi người tiếp tục comment đi ạ. Huyền chỉ còn 3 phút cho mọi người thôi. Chỉ còn 3 phút cho mọi người thôi nha. Còn 3 phút cuối cùng nè. Còn 3 phút cuối cùng để mọi người 3, 2, 4 trời. Lúc 3, 2, 4. Em nói 4 mà em còn nói 3 đâu. Nhầm, 4 á. 4 từ nha. Cây cỏ sơn chưa có đúng nha. Cây cỏ sơn chưa có đúng nha Thanh Nguyễn ơi. Bởi vì cái này nhìn như này là 4 từ đúng không? 3 à? Nói ra 4 từ. Đọc ra là 4 từ. Cây cỏ sơn chưa đúng nha anh Thanh ơi. Mà anh Thanh chưa có xem livestream nó không có được nhận quà đâu. Không có được chơi mấy game nha. Cây giá đậu xanh chưa đúng này anh Đạo ơi. Cây giá đậu xanh cũng chưa đúng nha. Cây giá đậu xanh chưa có đúng nè. Kính chưa đúng nha Phiêu Du ơi. Cây bút viết cũng chưa đúng luôn nha. Anh Phạm Mãi ơi, chưa xem livestream nó không có được chơi mấy game đâu nha. Cây cọ chưa đúng nha Mi ơi. Cây cọ chưa có đúng nè. Cực kỳ là dễ luôn, có 4 từ nha. Cái này là đọc ra là có 4 từ nha tình yêu. Cái này đọc ra là có 4 từ nha. Cây cột điện chưa đúng nha. Phía sau nụ cười ơi. Mày phía sau nụ cười chưa có xe la kim nào cũng được chơi mini game đâu nè. Cây vít chì cũng chưa đúng nha anh Thanh Nguyễn ơi. Cây vít chì chưa có đúng nha. Cây cột điện cũng chưa đúng nè Hằng Bùi ơi. Cây thuốc cũng chưa đúng nè anh Quảng Ninh. Cây cao bóng cả chưa đúng luôn nha Vương Ngữ ơi. Mày Vương Ngữ chưa có xe la kim nào cũng được chơi mini game nha. Cây cờ cũng chưa đúng nè. Cây thuốc cũng chưa đúng nha. Cây cờ chưa đúng, cây thuốc chưa đúng nha mọi người. Cây bút màu sắc cũng chưa đúng luôn. Cây tiền chưa đúng nha chị Ba ơi. Cây cờ cũng chưa đúng nè Mi Dương ơi. Cây dao, cây đeo đúng không em? Không đúng nha anh Phước Nguyễn Nữ ơi. Bạn nào chưa xem livestream thì nhanh tay xem livestream và comment đáp án nè. Chỉ còn 2 phút cho mọi người comment thôi.
2 phút cuối cùng để mọi người comment đáp án, không là người sẽ lướt comment chọn 5 người may mắn nha. Cây cầu không có đúng, cây quạt cũng không có đúng luôn. Cây gì mà không có lá hả mọi người? Cây cột cờ cũng chưa đúng này My Dương ơi. Cây cột cờ chưa có đúng em nhé. Cây gì mà không có lá đấy hả mọi người? Cây gì mà không có lá? Cây cỏ chưa đúng, cây cầu thang chưa đúng luôn. Cây sắt cũng chưa đúng nha Hoàng Thu ơi. Cây cột cờ cũng chưa đúng này My. Cây cột cờ có một lá. Cây cột cờ có lá đúng không? Ừ. Cái cây ATM cũng không có đúng nha anh Huy ơi. Cây ngạn phải không? Cây ngạn là cây gì vậy ta? Em không biết nhưng mà không có đúng nha. Bạn Huy Phan chưa có xây live stream không có được chơi mini game nha. Trời ơi, vậy lắm mọi người à. Chắc là em phải công bố kết quả ở nước comment rồi. Chắc là em phải công bố kết quả rồi. Bạn ơi, em công bố kết quả cho mọi người nha. Đáp án ngày hôm nay là cây cơ visa. Cái này là cây cơ visa nhé tình yêu. Rồi bây giờ Huyền cho mọi người 1 phút để mọi người comment cho Huyền. Đó là... Ok, em cảm ơn anh Vinh Ben nhiều. Đúng rồi, cây cơ có một lá. Rồi bây giờ mọi người comment cho Huyền là cây cơ visa. Cây cơ visa và Huyền sẽ lướt comment trong vòng 1 phút nha. Mọi người đi chia sẻ lên chim. Bạn nào chưa chia sẻ live stream vào về trang cá nhân để chế độ công khai thì nhanh tay chia sẻ live stream về trang cá nhân để chế độ công khai và comment cho Huyền dòng chữ cây cơ visa. Huyền sẽ lướt comment nha. Huyền sẽ lướt comment xem bạn nào may mắn nhận được quà ngày hôm nay đi ạ. Xem bạn nào may mắn nhận được một chiếc kính 300 ngàn Lacoste, chiếc kính hiệu bên Huyền nha. Mọi người comment cho Huyền là cây cơ visa và xây live stream về trang cá nhân trong vòng 1 phút nha các tình yêu. Chỉ trong vòng 1 phút thôi ạ. Mọi người comment cho Huyền là cây cơ visa cộng xây live stream về trang cá nhân nha. Bây giờ Huyền sẽ bấm giờ này. 1 phút bắt đầu. Mọi người cứ comment cây cơ visa nha. Mọi người phải comment cây cơ visa và xây live stream về trang cá nhân để chế độ công khai nha. Mọi người mà comment không đúng cây cơ visa khi lướt đúng là em sẽ bỏ qua và em sẽ lướt bạn khác nha. Cây cơ visa mọi người viết rõ giùm em là cây cơ visa nha. Bạn nào mà chưa chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai thì phải chia sẻ trước khi em công bố kết quả nhá. Chia sẻ sau khi em công bố kết quả là sẽ không được công nhận kết quả và sẽ không được nhận quà đâu nha. Cây cơ visa nha các tình yêu. Cây cơ visa nha. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ đi nè. Nhớ là nhớ chia sẻ công khai nha. Mọi người nhớ phải chia sẻ công khai để chế độ công khai nha. Bạn nào để chế độ bạn bè là cũng không có được nhận quà đâu nha. Rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ còn có 15 giây nữa thôi. Cây cơ visa nha các tình yêu. Cây cơ visa. Và đừng quên xem live stream về trang cá nhân trước khi Huyền công bố kết quả, còn có 7 giây thôi. Cây cơ visa các tình yêu ơi. Rồi, Huyền dừng nha. Bây giờ Huyền sẽ lướt comment nha. Bạn nào chưa xem live stream thì nhanh xem đi nè. Huyền lướt mà công bố kết quả là không tính nha. Bây giờ Huyền lướt nha mọi người. 5 4 3 2 1 Bạn Lan Hương nha mọi người, bạn này nha. Bạn Lan Hương avatar có mang một cặp kính nhá. Bạn Lan Hương hệ thống kiểm tra dùm em xem bạn Lan Hương đã xây livestream về trang cá nhân để chế độ công khai chưa nhá. Hệ thống kiểm tra dùm em với ạ. Rồi, bạn Lan Hương nha, Huyền đã ghi bạn Lan Hương lên rồi. Hệ thống sẽ kiểm tra xem bạn Lan Hương đã chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai trước chưa nha. Bây giờ Huyền sẽ bắt đầu bán hàng nha các tình yêu. Bây giờ Huyền sẽ bắt đầu bán hàng nè. Mẫu hàng Huyền lên ngày hôm nay đầu tiên cũng là chiếc kính Lacoste này. Mã của chiếc kính này là L35. L35 có hai màu là màu đen và màu trà. Đối với màu trà này đi ngày đi đêm đều được nha các tình yêu. Đối với màu trà thì đi ngày đi đêm đều được. Hãng của chiếc kính này là kính Lacoste. Trong của chiếc kính là trong thủy tinh hữu cơ, chống chảy, chống sức, chống vỡ. Phần gọc kính là làm bằng kim loại cực kỳ là sang trọng, kết hợp giữa màu vàng và màu đen. Phần chuôi của gọc kính là được gắn là một miếng nhựa như thế này, dạng nhựa mà nhựa mịn nhá. Khi mà chúng ta mang lên là sẽ không gây cảm giác đau đâu ạ. Không bao giờ gây cảm giác đau.
phần cầu kính là hai cầu kính ngang cực kỳ là trẻ trung luôn đó. Nó có khả năng là chống tia UV chuẩn 400, chống tia UV chuẩn 400 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người luôn. Mọi người nhớ là có hai màu nha, màu đen và màu trà, chống tia UV chuẩn 400 luôn nè. Rồi, bây giờ mọi người mình bắt đầu chốt đơn cho mọi người với dòng L35 này có hai màu nha. Mọi người xây livestream về trang cá nhân để chế độ công khai và comment cho Huyền mã là L35. L35 cộng số này 300.000, xây livestream chỉ còn 149.000 một chiếc. Mọi người khi mua hàng bên em sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền, giao hàng tận nhà cho mọi người. Và đặc biệt khi mọi người mua kính bên em sẽ được tặng kèm thêm một chiếc hộp cực kỳ là xinh xắn như thế này và một chiếc khăn, được tặng kèm khăn và hộp nha mọi người. Và mọi người sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán. Rồi bây giờ mình bắt đầu chốt đơn nha. Bây giờ mình bắt đầu chốt đơn cho mọi người nè. Có kính mon không? Kính mon là kính gì ta? Bây giờ là 2:52, Huyền sẽ chốt đơn cho chiếc kính Lacoste này với giá là 149.000, giá gốc là 300 trong vòng 8 phút cho đến 15 giờ nha, đến 15 giờ kính nữ đi chị. Ok, dự trí tí nữa em nha. Kính này là cả nam và nữ đều đeo được em nhá, cả nam và nữ luôn nè. Dòng này là dòng Lacoste cực kỳ là đẹp. Mon rẻ. Là kính gì ta, em không biết kính đó. Monder. Kính Monder là kính gì anh? Montblanc. Trời ơi. Montblanc nãy á, cái hộp Montblanc này. Có anh nha. Kính Montblanc đúng không anh? Kính này đúng không? Monder em không biết là kính nào luôn á. Rồi mọi người chốt cho Huyền mã một chiếc kính L35. L35 cộng số loại hai màu, màu trà và màu đen. Màu trà thì cực kỳ là sang trọng, còn màu đen thì cực kỳ là sang trọng, còn màu trà thì cực kỳ là trẻ trung năng động luôn nha mọi người. Đen trà thì nam nữ đều đeo được. Trà thì nó mang được cả ngày và đêm, đeo được dùng cho cả ngày và đêm nha. Chống tia UV chuẩn 400, bảo vệ mắt khỏi những tia nắng, ánh tia nắng, và nó chống cái khả năng là mỏi mắt cho mọi người. Khi mọi người mang kính đi ra ngoài trời thì vừa là thời trang, vừa là bảo vệ mắt luôn nha mọi người. Bây giờ bạn nào mà lấy chiếc kính L35 này thì comment cho Huyền là L35 cộng số điện thoại 300.000, xây livestream chỉ còn 149.000. Em cảm ơn anh Quốc Tuấn nhiều nha. 149.000 cho một chiếc kính Lacoste như thế này, cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn luôn nha. Mọi người nhìn cái phần gọng kính thiết kế của chiếc kính này, cực kỳ là sang trọng luôn. Đối với màu trà này chúng ta đi ngày hay đi đêm gì đều được nha. Kính này là kính Lacoste hãng con cá sấu nha mọi người. Phần trong kính có hình con cá sấu luôn nha. Và phần gọng kính thì có dòng chữ Lacoste cực kỳ là đẹp khắc lên cái phần gọng kính luôn nha. Nhìn em không cần đeo kính mà chưa thấy anh Doanh mua kính ủng hộ gì cho Huyền hết trơn á. Đây kính Montblanc đây nha mọi người. Riêng về dòng kính này là dòng kính cao cấp bên em. Dòng kính này có giá là 900.000, xây livestream về trang cá nhân sẽ mua được với giá là 450.000. Mọi người nhìn bên cái mẫu này là Huyền chỉ còn đúng hai cái cuối cùng thôi nha. Kính Montblanc nha mọi người. Hộp của chiếc kính đây, mọi người nhìn thấy hộp là biết nó đẳng cấp đến như thế nào rồi. Có cả giấy bảo hành cho mọi người và khăn ở phía trong. Chiếc kính Montblanc này có giá là 900.000 mà chỉ còn hai cái cuối cùng nên em sẽ sale cho mọi người luôn. Bạn nào mà thích chiếc kính này thì nhanh tay comment cho Huyền 270 cộng số lại 900.000, xây livestream về trang cá nhân chỉ còn đúng hai cái cuối cùng nha tình yêu, chỉ còn đúng hai cái. Comment cho Huyền mã là 270 cộng số lại 450.000 cho bạn nào xây livestream chỉ còn hai cái cuối cùng thôi nha. Trong này trong bộ đi rồi thì không cười. Trong bộ đây không? Trong này là trồng bolero, chống chày, chống sức, chống vỡ nha mọi người. Đó, ở phía trong được tráng một lớp nano luôn nè. Mọi người thấy không? Cái này là chống chày, chống sức cho mọi người nha. Và trồng này là trồng bolero nên nó có khả năng đó là chống vỡ rất là tốt. Phần gọng kính của nó thiết kế cực kỳ là đẹp, mọi người nhìn thấy không ạ? Màu đen kết hợp màu vàng và có khứa như thế này, nhìn cực kỳ là sang luôn. Và ở phần này thì có hình ngôi sao như thế này là biểu tượng của hãng kính nha mọi người. Không có nơi nào bán cho mọi người một chiếc kính đẹp đẹp như thế này mà là kính hiệu nữa mà với giá là 450.000 đâu. Kính này bên Huyền chỉ còn đúng có hai chiếc thôi, nên anh nào mà thích chiếc kính này thì nhanh tay comment mua nha. 270 cộng số điện thoại 900.000, xây live chỉ còn 450 nhá. 900.000 xây livestream chỉ còn 450 một chiếc. Riêng chiếc kính này Huyền đảm bảo với mọi người cực kỳ là đẹp và cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đeo lên là nhìn thấy nó đẳng cấp như thế nào rồi ạ. Nó khác hoàn toàn với những dòng kính khác
Bây giờ mình sẽ test DOV cho mọi người xem nào. Chống TUV chuẩn 400 luôn nha mọi người. Nên là nó có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt nha. Cái này mình cam kết với mọi người, khi mọi người mua hàng mọi người sẽ được tặng kèm hộp khăn và sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhá. Có Antec không? Cho em cho anh kiểm tra hàng. Antec là cái gì? Khi mà mọi người mua hàng bên mình, mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Đây, chiếc kính này là kính hiệu nha mọi người. Solex đòn gánh không em? Là sao chưa? Mọi người hại não em quá. Mọi người em hại, em bị hại não quá. Rồi, mọi người cảm ơn Trang Huyền nói về chiếc kính này là 270 còn giỡn lại nha. 900 ngàn, xây la chuyên chỉ còn 450. Chiếc kính này bên mình chỉ còn đúng hai cái nha. Dòng kính này là cũng như giống như là dòng kính thể thao vậy, cực kỳ là đẹp và cực kỳ là sang. Nó rất là đẳng cấp luôn nha mọi người. Mang lên là thấy đẹp trai liền. Đó, mang lên là thấy đẹp liền đúng không ạ? Đây là một phụ kiện mà mỗi bạn nam nào cũng nên mua cho mình một chiếc kính. Nhất là những chiếc kính đẹp và thời thượng như thế này. Nhìn cái hộp không là chúng ta là thấy nó đẹp đến cỡ nào và đẳng cấp như thế nào rồi đúng không mọi người? Bình thường, những chiếc kính bình thường thì sẽ có hộp như thế này. Sao không trả lời anh? Solex đòn gánh là kính gì vậy? Không biết. Anh ơi, bên em không có dòng kính đó anh nha. Em đọc em không có hiểu luôn á. Bình thường là mọi người chỉ có hộp như thế này thôi. Nhưng đối với những dòng đẳng cấp như dòng này thì mọi người sẽ được tặng kèm một chiếc hộp như thế này. Đó, và có phiếu bảo hành ở phía trong. Thế nên đây nha. Ok anh, chờ Huyền nào Huyền không có hiểu anh hiểu không? Anh mua dòng kính này đi, riêng với dòng kính này bên Huyền bao chất cho mọi người luôn. Bao chất cho mọi người luôn nha. Dòng kính này là, đây là dòng kính hiệu và cực kỳ là xịn bên Huyền. Đây là dòng kính cao cấp nha, 900 ngàn một cây. Nhưng mà Huyền chỉ có hai cây cuối cùng nên Huyền xây cho mọi người chỉ còn 450 ngàn một chiếc nè. 900 ngàn mà xây chỉ còn 450 nha. Chống TUV chuẩn 400 cho mọi người luôn. Mặt trong của nó là trong bolero nha. Bolero chống chảy, chống sức và phía trong được tráng một lớp nano đó. Cực kỳ là xịn luôn nha. Cái phần gọng kính của nó thì rất là mảnh, mà còn kết hợp giữa màu đen và màu vàng rất là sang trọng luôn. Phần trong kính có biểu tượng của hãng chiếc kính này đây. Đó, mọi người nếu như mà ai chưa có chiếc kính này thì nhanh rinh về cho mình đi ạ. Rất là đẹp, Huyền cam kết là kính này là kính hãng luôn. Kính cực kỳ là xịn luôn nha. Mọi người mua hàng sẽ được ship hàng tận nhà, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhá. Lên kính nữ đi. Rồi bây giờ mình sẽ lên kính nữ nha. Kính nữ dưới á. Bây giờ mình sẽ lên dòng kính nữ cho mọi người. Bạn nào thích chiếc kính này thì nhanh tay cầm ơn nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lên một dòng kính cực kỳ đẹp. Mã của chiếc kính này là 6864. 6864 màu tím nha. 6864 màu tím. Riêng về mẫu kính này thì cực kỳ là thời trang, cực kỳ là trẻ trung luôn. Chiếc kính này có giá là 350 ngàn. 350 ngàn đây là kính thời trang, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn nha. Mọi người nhìn thấy thiết kế của chiếc kính không ạ? Có cả đó, hạt tròn là nút tròn như thế này ở bên phần gọng kính, cực kỳ là thời trang luôn. Đối với những dòng kính như thế này sẽ phù hợp cho cô nào tin nha. Mang vào thì cực kỳ là trẻ trung luôn. Mẫu kính này mã là 6864 nha. 6864 trong của nó này. Trong của nó là trong thủy tinh hữu cơ luôn. Mọi người nhìn thiết kế của chiếc kính này không ạ? Em cảm ơn anh Bùi Hoàn nha, cảm ơn Bùi Hoàn nha. Đây mọi người nhìn thấy thiết kế của chiếc kính không? Màu này là màu tím nha. Cực kỳ là xinh luôn, mang lên là thấy đẳng cấp rồi, mang lên là thấy đẹp rồi. Mẫu kính này thì nó sẽ trẻ trung và năng động hơn. Chúng ta đi chơi được nè, đi biển được nè, đi xe máy cũng đeo được nha. Em không có bán người nha, nhít, thít nhân quý ơi. Mã với chiếc kính này là 6864, 350 ngàn, xây lai chỉ còn 180 nha. 350 ngàn, xây lai chỉ còn 180, 80 ngàn một chiếc. Mọi người nhanh tay cầm ơn cho Huyền mã là 6864 nha. Mã này cũng là chống TUV chuẩn 400 luôn nha. Chống TUV chuẩn 400 cho mọi người luôn. Nên là mang vào nó có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt khỏi ánh nắng mặt trời nha mọi người.
Nên là anh, nên là chị nào mà chưa có kính thì nhanh tay mua chiếc kính này đi. Còn anh nào mà chưa tìm được một món quà tặng cho người yêu, cho vợ của mình để lấy lòng vợ của mình hay người yêu của mình thì nên mua một chiếc kính này đúng không ạ? Bạn nào mà thích kính thì phải rinh về cho mình một em này. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là dễ thương luôn. Màu cũng lạ đấy nha mọi người, riêng về kính á, mà màu tím thì màu rêu là những màu cực kỳ là lạ và độc luôn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Em mang lên nhìn cực kỳ là trẻ trung luôn, mẫu kính này cực kỳ là trẻ luôn. Cái này là lục giác nha. Em chào chị Lan Nhung. Em chào chị Lan Nhung, chị Lan Nhung đã có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho Huy nha. Một kính này cực kỳ là đẹp luôn, hôm trước anh có mua rồi mà. Vậy là anh mua cho chị Túc Túc đúng không? Em chưa có gặp anh nên là em không biết nè. Đó, mọi người comment cho Huyền bảo chiếc kính này là 6864 nha. 6864 cho một kính màu tím này. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn, hình như kính này có hai màu, là màu trà và màu tím nha các tình yêu. Một kính này có hai màu là màu trà và màu tím. Huyền sẽ mắc màu trà lên cho mọi người xem nào. Anh muốn mua mà, mua tặng mà chưa có người yêu, vậy thì đang thích em nào thì mua tặng cho em, đấy là em đấy là người yêu anh luôn. Đó, con gái rất là thích được tặng quà nha. Phụ nữ thì rất là thích được tặng quà luôn. Anh thử mua một chiếc kính về tặng cho chị ấy. Chị cô gái mà anh đang thích, anh đang tán xem chị ấy có chịu là người yêu của anh không nha. Có hai màu là màu tím và màu trà nha tình yêu. Kính này 350.000, bây giờ về sale chỉ còn 180 thôi. Một kính này thì cực kỳ là đẹp luôn. Mã là 6864 nha. 6864 nha mọi người, trong là trong thủy tinh hữu cơ, chống chảy, chống sức, chống vỡ luôn nè. Huyền cũng có một cái này mà màu hồng. Trời, mang mít, mang rít, mang mấy năm mà chưa hư luôn á mọi người. Mang rít mà không có hư luôn. Đó, cực kỳ là bền luôn. Vãi bán nói nhiều quá mà khách hỏi đéo trả lời. Có ai hỏi không? Mọi người ơi, hình như bị ẩn comment đó mọi người. Huyền không có thấy comment của ai luôn. Thấy comment của anh Doanh Phạm thôi nè. Rồi chị Lan Nhung là hết. Đấy, coi Nguyễn Tường xem. Trường Nguyễn chứ. Trường Nguyễn tỉnh làm căng đó nha. Chưa có ai mới đâu hả? Đàn ông gì mà vào livestream của phụ nữ mà vang những lời tục tiễu như thế ta? Chưa có ai mới đâu hả? Chưa có ai thì cố gắng kiếm đi anh Doanh ơi. Thử mua một cái kính cho mình đi tán đại một em xem. Rồi ok. À Huyền chốt cho chị. Em mắc kính. Bảo cho em xem mắt kính vuông sao, không cho em xem mắt. À ok, chúc cho Diệu Trí một chiếc kính 6864, chị chúc cho Diệu Trí rồi nha, nói sao? Là lên mắt kính vuông cho bà. Đó là con gái con trai á? Con trai. Trường Nguyễn mà. Ừ, con trai. Mắt kính vuông à? Bị ẩn comment cho mọi người, chứ chẳng ai bán hàng mà lại không muốn bán hàng cả mọi người ơi. Nên là mọi người vào đây mọi người nói từ ngữ cho nó thân thiện một chút. Sao Huyền bị ẩn comment, Huyền không có thấy comment của mọi người nhé. Rồi, nếu như là mặt kính tròn vuông thì Huyền sẽ lên mặt kính tròn vuông, không có gì cả. Huyền sẽ lên một dòng kính tròn vuông cho mọi người nha. Đây, dòng kính Potcher, đây là dòng kính thể thao bên Huyền bán cực kỳ là chạy cho nam luôn nha. Kính này là kính Potcher tròn vuông này anh ơi, cực kỳ là đẹp luôn nha anh Trường ơi. Đối với dòng này tròn của nó là tròn bolero, chống chảy, chống sức, chống vỡ luôn. Màu vàng kết hợp với màu đen, cái phần gọng kính của nó cực kỳ là độc luôn. Đó, mọi người thấy nhìn cái phần gọng kính không ạ? Gọng kính của nó là có một phần gỗ ép ở đây. Đó, rất là xinh luôn, có dòng chữ Potcher là dòng kính hãng nha mọi người. Hộp của nó khi mọi người mua chiếc kính này, ở phía trong á là được đá một lớp nano này, trái một lớp nano chống chảy chống sức nha mọi người, và có dòng chữ Potcher ở đây luôn. Chiếc kính này thì có giá là 700.000, bây giờ mình sẽ sale cho mọi người với giá là 350.000 một chiếc nha. 700.000 sale livestream chỉ còn 350.000. Hộp của nó là hộp như thế này nha anh Trường ơi, hộp của nó là hộp như thế này nè, nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Và em sẽ có thẻ bảo hành cho anh, kèm theo thẻ bảo hành cho anh ở đây nha. Thẻ bảo hành và khăn ở phía trong. Hộp Potcher là hộp này nha các tình yêu. Hộp Potcher là hộp này. Đó, nhìn cực kỳ là sang, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Khác với những dòng kính khác nha mọi người. Kính này có giá là 350.000. Nếu như bạn nào đặt chiếc kính này thì comment cho Huyền là 8819. 8819 cho chiếc kính Potcher, dòng kính thể thao bao ngầu, bao đẹp luôn nha. Kính này mà mang lên thì cực kỳ là ngầu luôn nha. Đây, Huyền mang cho mọi người xem nha. Đó, mọi người có thấy không ạ? Rất là ngầu luôn, đối với những tròng kính vuông như thế này thì mang vào là nó ngầu hơn và đẳng cấp hơn so với những chiếc kính khác nha. Anh, bạn nào mà lấy chiếc kính này thì comment cho Huyền là 8819 nha.
8819 cho chiếc kính Porsche cực kỳ là xịn như thế này. Riêng dòng Porsche là dòng kính thể thao cực kỳ là đẳng cấp, cực kỳ là bảnh luôn. Anh nào mà mang chiếc kính này vào là chưa có người yêu là có người yêu luôn này. Mà có người yêu rồi là có thêm người yêu nhá. Đó, màu đen kết hợp với màu vàng nha mọi người, rất là xịn luôn. Mọi người khi mua hàng bên em sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền này. Đây là dòng kính Porsche có mã là 8819, kính nam nhưng nữ vẫn mang được. Nhưng mà đối với nam thì mang nó sẽ ngầu hơn. Nữ thì chúng ta nên chọn những dòng nữ tính hơn nhá. Hộp của nó đây nha mọi người, khi mọi người mua hàng sẽ được tặng kèm nè. Bên Huyền sẽ bảo hành 3 tháng cho mọi người. Khi mọi người mua kính bên Huyền thì mọi người sẽ được bảo hành 3 tháng nhé. Nếu như mua kính về có vấn đề gì, mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào FriFri thì sẽ có nhân viên giải quyết cho mọi người nhé. Bạn nào lấy chiếc kính Porsche này thì cầm mang cho mình là 8819 nhá. 8819 cộng số điện thoại của mình. Kính này có giá là 700.000. Xe livestream về trang cá nhân sẽ mua được với giá là 350.000 một chiếc nhá. Có anh chị nào thích chiếc kính 8819 thì cầm ơn cho Huyền nha. Còn chiếc kính Gucci này, đó mọi người có thấy thích chiếc kính này không? Kính này nam nữ đều đeo được. Dòng kính Gucci nha. Trong này là trong thủy tinh hữu cơ. Trong thủy tinh hữu cơ nhé tình yêu, chống chảy, chống sức, chống vỡ luôn. Và đặc biệt chiếc kính này thì nó cực kỳ là trẻ trung luôn. Đối với những dòng kính vuông như thế này thì trông nó rất là trẻ trung và năng động luôn nha mọi người. Kính này mà đi biển này, trời ơi, nghĩ tới cảnh mà ngồi trên chiếc cano xong đeo chiếc kính này, ôi đẹp, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là trót luôn nha mọi người. Nam đeo được, nữ cũng đeo được. Dòng kính này là dòng kính Gucci. Đó, có dòng chữ Gucci ở đây và ở đây nhá. Khi mua hàng bên em sẽ được tặng kèm thêm một chiếc hộp xinh xắn mà xinh xắn dễ thương như thế này. Đây, mọi người mua chiếc kính Gucci sẽ được tặng kèm một chiếc hộp như thế này nha, để bảo vệ kính nha mọi người. Đi đâu mọi người cứ bỏ kính vào đây. Chiếc kính này có mã là 5006 nhé, 5006 kính Gucci. Kính Gucci cho cả nam và nữ này, trồng kính là trồng vuông, trồng bô lên, à quên, trồng thủy tinh hữu cơ, chống chảy, chống sức, chống vỡ nha mọi người. Và chống tiêu UV chuẩn 400 luôn, để em test cho mọi người xem nha. Hiện sẽ test cho mọi người xem nè. Chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nè mọi người ơi. Chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha. Bạn nào lấy kính này thì cảm ơn cho Huyền là 5006 nhá. 5006 350.000, xây ra chỉ còn 180. 5006 350.000, xây ra chỉ còn 180.000 nếu tình yêu. Mọi người nhanh tay cầm ơn bảng để chốt được một chiếc kính xinh như thế này, để chúng ta đi chơi, đi biển hay đi đâu chúng ta mang nha. Kể cả lái xe chúng ta cũng mang được. Nó vừa là bảo vệ mắt và vừa là kính thời trang nhá. Sao nãy bị gì trời. Rồi bây giờ mình sẽ lên một mẫu kính nữ nữa. Các bạn nữ nào đang xem livestream mà chưa tìm được cho mình một chiếc kính đẹp không? Kính này thì nó có 2-3 màu. Màu đen, màu tím và màu trà. Màu đen, màu tím và màu trà. Huyền sẽ lên dòng kính nữ này nha. Bây giờ Huyền sẽ lên màu trà trước nha. Mã của chiếc kính này là 6863. Đối với màu trà này đi ngày đi đêm đều được. Đi ngày đi đêm đều được nha mọi người. Cái phần trong kính của nó là trong kính rộng giống như là lục giác vậy á. Trong kính này gần giống như là lục giác nhưng mà cũng là giống như là kính vuông vậy. Đó, cực kỳ là dễ thương luôn. Cái này thì có hai màu nha. Có ba màu chứ, màu đen, màu tím và màu trà nè. Mọi người nhìn thấy có dễ thương không? Đây là Huyền đang mang màu trà. Đối với màu trà này thì chúng ta đi ngày đi đêm cũng được nha. Phần gọng kính của nó là như thế này, cực kỳ là dễ thương luôn. Kính này là mang vào là giống gái Hàn Quốc cơ mọi người. Cực kỳ là dễ thương luôn này. Cái này là màu kính này thì trẻ trung, năng động ha. Rồi bây giờ Huyền sẽ thử màu tím cho mọi người xem nha. Đây là màu tím. Đó, nó có một cái cầu kính, nó chỉ có một cái cầu kính thôi. Cầu kính ngang và nhỏ nhỏ như thế này, cực kỳ là dễ thương luôn. Ở phía một bên thì có một miếng màu vàng như thế này ha. Nhìn cái chiếc kính này là thấy nó trẻ trung rồi. Hoặc là màu đen,
màu đen cũng cực kỳ là đẹp. Màu mà Huyền đang mang là màu tím, màu nho nha mọi người. Màu tím này thì rất là lạ luôn nè. Màu này thì trông cực kỳ là lạ luôn. Còn bây giờ Huyền sẽ thử màu đen cho mọi người nha. Đây ha, cái này là màu đen nhá. Màu đen thì nó mang thì nó sẽ sang hơn, sang hơn nên nó phù hợp cho bạn nào mà đứng tuổi hơn nha. Còn nếu như mà bạn nào khoảng tầm dưới 25, 28 thì mọi người mua cho mình chiếc kính hai màu này, màu tím hoặc là màu trà nhá. Đối với màu trà thì nó cực kỳ là tiện lợi luôn. Đi ngày đi đêm gì đều được, đi ngày được đi đêm cũng được nha. Làm kính thời trang hay đi bar đi quẩy mang vào quẩy cũng được luôn nha. Đi bar và quẩy mà đeo kính vào nhìn cũng cực kỳ là dễ thương luôn. Mình làm phụ kiện nhưng mọi người, khi mà chúng ta mang quần áo váy đầm á, chúng ta mang thêm một chiếc kính như thế này chúng ta đi quẩy cũng cực kỳ là đẹp luôn nha. Cực kỳ là dễ thương, cực kỳ là sang chảnh luôn. Mã của chiếc kính này là 6863, nên bạn nào lấy chiếc kính này thì chốt cho Huyền mã là 6863 nha. 350.000 xe lai chỉ còn 180 nha. 350.000 xe lai chỉ còn 180. Mắt kính trên đầu em bao nhiêu em? Em chào anh Lợi nha. Mắt kính này là 300.000 xe lai chỉ còn 149 nè anh Lợi ơi. Màu kính này Huyền đang xây sập sàn cho mọi người luôn. Dòng kính Lacoste có hai màu là màu trà và màu đen anh nhé. Màu trà thì đi ngày đi đêm đều được. Còn màu đen thì nó sang trọng hơn, nhưng màu trà thì nó là trẻ trung hơn. Có hai màu này anh, để Huyền đưa cho anh xem. Mẫu này là L35 hãng kính Lacoste nha anh Lợi ơi. Nè có hai màu này anh Lợi. Màu trà nè. Cái này là màu trà, cái này là màu đen nha. Huyền mang màu trà cho anh xem nha. Màu trà này thì anh đi ngày đi đêm đều được. Còn đối với màu đen thì nó sang hơn. Màu đen thì nó đi ngày thôi chứ không có đi đêm được nha. Mắt kính trên tàu em bao nhiêu kìa? Đen chứ hiểu không? Đây nha anh Lợi ơi, anh Lợi lấy cái màu đen đây. Nếu như mà là nam thì em khuyên nên lấy màu đen hơn. Bởi vì màu đen nhìn nó nam tính và nhìn nó sang trọng hơn nhá. Còn nếu như mà anh hay muốn kính đi ngày đi đêm được, đều được thì anh lấy màu trà này. Mọi người comment cho Huyền mã một chiếc kính Lacoste này là L35 nha. Khi mà anh mua kính bên Huyền, Huyền sẽ tặng kèm khăn và hộp cho anh, được kiểm tra hàng, đổi mới thanh toán tiền và Huyền giao hàng tận nhà cho mọi người, nên mọi người không cần tốn thời gian đi mua kính đâu ạ. Anh Lợi ơi, anh Lợi thích cái màu nào? Đó, Huyền mang hai màu lên cho anh xem rồi đó. Mẫu này là L35 nha. Mẫu này là L35, hãng kính là Lacoste. Trong là trong thủy tinh hữu cơ, chống chảy, chống sức, chống vỡ cho mọi người luôn. Phần gọc kính là bằng kim loại ha. Chống tia UV chuẩn 400 này mọi người. Cái này chống tia UV chuẩn 400 luôn nha. Nên là nó bảo vệ mắt cực kỳ là tốt nha. Chống bảo vệ mắt khỏi tia nắng mặt trời nè. Nên là không gây cảm giác mỏi mắt và nhức mắt khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng đâu ạ. Anh Lợi ơi, anh Lợi có thích được chiếc nào không? Hai cái này riêng về mẫu Lacoste này bên Huyền bán cực kỳ là chạy luôn nha. Giá của nó thì cực kỳ là mềm, mà chất lượng của nó thì cực kỳ là cao. À, chất lượng với giá là nó tỷ lệ nghịch với nhau đấy. Đó, rất là đẹp luôn. Đối với chiếc kính màu trà này, anh muốn đi ngày đi đêm gì cũng được nha. Đi ngày đi đêm gì cũng đẹp, mà chúng ta có thể rất là tiện lợi luôn. Đó, bạn nào chốt chiếc kính L35 này thì comment cho Huyền là L35 đen hoặc trà, cộng số lên giá nha, 300.000, xe lai chỉ còn 149.000, 149.000 một cây như thế này. Mà con được tặng kèm thêm một chiếc hộp này nha mọi người. Con được tặng kèm thêm hộp và khăn, còn được bảo hành 3 tháng nữa. Đó mọi người, đi đâu để mua một chiếc kính đẹp và rẻ như thế này mà con được bảo hành 3 tháng nữa nè mọi người. Đó, bạn nào mà thích chiếc kính này thì nhanh tay chốt cho Huyền là L35 nha. Hôm nay đúng buồn cái gì vậy trời, ai ám vậy trời. Chúng như không ai xem gì á. Mini game không ai chơi. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ lên một mẫu kính nữa, đó là một kính box như thế này. Kính này cũng có giá là 300.000. Xay la Huyền sẽ sale cho 5 người đầu tiên chốt cho Huyền mã kính box này. Mã là 2025 đúng không? Không thấy số luôn. Riêng về mẫu kính bắt 2021, mẫu kính bắt này thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn rồi. Nó có hai màu, đó là màu đen và màu trà nha.
Kính này thì đeo vào bao ngầu luôn nha mọi người. Kính này là nam nữ đeo đều được. Nam đeo thì bao ngầu, nữ đeo thì cực kỳ là cá tính ha. Mọi người nhìn thấy cái kính Boss này thì nó là kính full đen luôn. Nó full đen hoàn toàn. Cầu kính của nó là hai cầu kính ngang nha, nên nhìn nó cực kỳ là ngầu luôn. Đối với màu đen cực kỳ là ngầu. Còn đối với màu trà thì nó cực kỳ là trẻ trung năng động nè. Màu trà thì nhìn nó hiền dịu hơn. Nên là bạn nữ, nữ thì nên mang màu này nha mọi người. Còn nam thì mang màu nào cũng được cả. Mọi người nhìn thấy cái phần gọng kính không ạ? Phần gọng kính của nó có khứa khứa như thế này, kết hợp giữa màu trà với màu đen, rất là sang trọng luôn. Còn đối với màu đen thì nó là full đen, full đen luôn nha mọi người. Cái này là full đen luôn này, rất là đẹp luôn. Ở trên mặt kính có dòng chữ Boss nha, ở trên mặt kính có dòng chữ Boss Hugo đó. Đây là hãng của chiếc kính nha. Mọi người mua kính vẫn được tặng kèm một chiếc hộp như thế này, rất là sang luôn. Bây giờ mình sẽ test thử tiêu UV cho mọi người xem nhá. Chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha mọi người. Cái này là chống tiêu UV chuẩn 395 à? Cái này là chống tiêu UV chuẩn 395 chứ không phải là 300, chứ không phải 400 này. Chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha mọi người. Trời, ngày hôm nay em sale kính rẻ mà không có ai mua à? Tối nay có like không chị? À, tối nay chị không có like. Cái... ngày mai nhá. Các này chị ca cuối rồi. Ngày mai nhớ lên chơi chị nha. Ngày mai nhớ lên chơi mini game với chị nha Trúc ơi. 11 rưỡi. Ngày mai là khoảng 11 rưỡi chị like nha. Anh mua Nguyễn Phùng Anh ơi. Anh Phùng Anh là kính Boss hay là kính Lacoste? Anh Phùng Anh ơi, anh lấy Lacoste đây là lấy Boss. Đây là Boss còn đây là Lacoste nha. Có hai màu là màu đen với màu trà, mẫu nào cũng có hai màu cả. Anh lấy mẫu nào đây? Lấy Boss hay là lấy Lacoste đây? Có kính nam như Thành Công ơi. Kính nam Huyền Năng lên này, cái này có hai màu nha. Dòng Lacoste này nó có hai màu này. Lacoste này là L35 này mọi người, cái này có hai màu là màu đen và màu trà nha anh Công ơi. Anh Công lấy cái này màu đen đi, cực kỳ là đẹp luôn. Đây nhé. Nó còn riêng về dòng Lacoste này có hai màu là màu đen với màu trà nha anh Boss hả? Ok anh Phùng Thanh. Anh Phùng Thanh cầm mang cho Huyền là anh Phùng Thanh cầm mang cho Huyền mã của chiếc kính này là 2021 2021 nhá. 2021 cổng số này của anh Phùng Thanh nha. Anh Thanh lấy màu trà hay là màu đen anh Thanh ơi? Anh Thanh lấy màu trà hay là màu đen ạ? À? Đây màu trà đây, còn đây là màu đen, tối đi nhảy lòi à. Ok, em chúc cho anh Nguyễn Thành Công một cái L35 màu đen nè. Anh Thanh ơi, anh Thanh cầm mang cho Huyền là 2021. 2021 có màu hai màu là màu trà với màu đen. Ok anh Thanh cầm mang cho Huyền là 2021 đen cổng số điện thoại nhá. Cái đó bao nhiêu vậy em anh Tuấn Nguyễn ơi? Cái này là 300.000, xe livestream chỉ còn 149.000 một chiếc. Có hai mẫu cho mọi người chọn. Mẫu Huyền đang mang là mẫu Lacoste là L35. L35 nha anh Tuấn ơi. Còn nếu như mà mẫu Boss này thì nó mã là 2021. 2021 đều 149.000 cho IC livestream nha. Đều có hai màu là màu đen và màu trà hết. Em sẽ đem màu đen lên cho mọi người xem nào. Đây là kính Boss nha. Boss là mã là 2021 nha. Anh Tuấn lấy cái Boss đây là cái Lacoste anh Tuấn ơi. Rồi ok Huyền chốt cho anh Phùng Thanh một cái 2021 màu đen nha. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn lấy cái Boss này đi, cực kỳ là đẹp luôn. Không thì là dòng Lacoste này, nếu như mà anh thích mặt trong nhỏ hơn tí thì anh lấy cái Lacoste này thì nó mảnh hơn. Mảnh hơn một tí này. Đó, có hai màu. Màu Lacoste cũng có là màu trà với là màu đen. Còn kính Boss cũng có màu trà với màu đen nha. Cái này chống tiêu UV chuẩn 400, mình test lại cho mọi người. Ai vào sau xem nha. Chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha anh Tuấn ơi. Cái này 149.000, full hộp full khăn, bảo hành 3 tháng cho mọi người nha. Sẽ full hộp full khăn và bảo hành 3 tháng cho mọi người nè. Hộp của nó đây nha mọi người, cái này chỉ có 149.000 thôi. Là Huyền đang xem sập sàn cho các tình yêu luôn á. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn lấy một cái Lacoste hoặc là cái Boss này đi. Cực kỳ là đẹp mà còn rẻ nữa, giá của nó ngày hôm nay mình sale đến 50% cho mọi người luôn đó. Mà mọi người sẽ được bảo hành 3 tháng. Ok anh Phùng Thanh, Huyền nói nhầm anh Tuấn chứ. Huyền nói nhầm, sorry anh, bị liệu. Trời chết rồi, bị mê cái tên Phùng Thanh rồi. Xong cứ anh Thanh à. Huyền nói anh Tuấn nha.
Anh Tuấn ơi, anh Tuấn có lấy được cái nào không? Anh Tuấn cực kỳ là đẹp luôn, riêng về dòng L35 này bên Huyền Bán cực kỳ là chạy, khách nhận hàng về khen quá trời dòng L35 này luôn. Màu đen, còn có cả màu trà nữa nha. Màu trà này thì mọi người đi ngày đi đêm thì cũng được cả. Màu trà thì mọi người đi ngày đi đêm cũng đều được, nhưng mà nam thì nên mang màu đen hơn. Màu đen thì nhìn nó nam tính, nhìn nó mạnh mẽ hơn nhá. Còn màu trà đây, màu trà là người đang mang màu trà này. Mẫu này là Lacoste là L35, còn kính Boss là 2021 nha mọi người. Đều đồng giá 149.000 cho IC livestream nha. Xem có biển cầm mân nhiều hay không, ngay cầm mân đứng hình luôn nào. Mọi người bạn nào mà chốt chiếc kính Lacoste này thì mọi người cầm mân cho Huyền là L35, có hai màu để chọn, đó là màu trà và màu đen nha. Màu trà và màu đen cho dòng kính Lacoste này, là mẫu là L35 nha mọi người. Rất là đẹp, rất là sang luôn, mà giá của nó thì cực kỳ là mềm, 149.000 một chiếc nha. 149.000 một chiếc, rất là xinh luôn. Mọi người sẽ được tặng kèm thêm hộp này và khăn. Ngoài ra mọi người sẽ được bảo hành thêm 3 tháng nữa. Mọi người mua hàng sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Lấy cái em mới đeo đó, cái này đúng không anh Tuấn ơi? Anh Tuấn lấy màu trà hay là màu đen? Anh Tuấn cầm mân cho Huyền là L35. Nếu như lấy màu trà thì cầm mân cho Huyền là trà, còn nếu lấy màu đen thì cầm mân cho Huyền là đen nha. L35 trà hoặc đen, 149.000 nha anh Tuấn ơi. L35 nha. Anh cầm mân cho Huyền là L35 trà đen, nếu như anh lấy đen thì anh cầm mân cho Huyền là đen, còn nếu như mà lấy trà thì cầm mân cho Huyền là trà nhá. Đây nào, màu đen là Huyền đang đội trên đầu đây, còn đây là màu trà nhá. Anh lấy cái nào anh Tuấn ơi? Anh Tuấn lấy màu nào? Cái trên đầu là cái này đúng không? Rồi anh Tuấn cầm mân cho Huyền là L35, L35 đen cộng số điện thoại nhá. L35 đen cộng số điện thoại, L35 đen cộng số điện thoại 149.000 nha anh Tuấn. L35 đen ạ. L35 đen nha. Cảm ơn cho Huyền với để Huyền chốt đơn nhanh nha. Mọi người thấy chiếc kính đó đẹp không? Riêng dòng L35 Huyền đảm bảo với mọi người bán cực kỳ là chạy luôn, cực kỳ là đẹp luôn, bởi vì nó nhìn trông rất là đơn giản này. Riêng về màu đen là nó full đen như thế này luôn, và có hình con cá sấu trong là trong thủy tinh hữu cơ, chống chảy chống sức chống với cho mọi người nha. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn chốt thì chốt cho Huyền là L35. Rồi ok anh Phùng Thanh, Huyền chốt cho anh Phùng Thanh rồi nha. Huyền chốt cho anh Phùng Thanh rồi nè. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn chốt giống như anh Phùng Thanh ấy, là cầm ơn cho Huyền là L35. Máu chiếc kính này là L35 cộng số này nha, 149.000 nha. Bây giờ Huyền sẽ lên một số dòng kính xịn bên Huyền. Bây giờ Huyền sẽ lên dòng kính mắc tiền nha. Huyền sẽ lên dòng kính mắc tiền hơn. Là dòng 8503. Ok anh Tuấn này, Huyền chốt cho anh Tuấn một cái L35 màu đen rồi nha. Bây giờ Huyền sẽ lên dòng kính mắc tiền cho mọi người, đó là dòng kính Patcher, dòng kính thể thao cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn như thế này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là tròng thủy trời, tròng bolero. Riêng về dòng Patcher này, tròng của nó là tròng bolero, và phần gọng kính của nó là có một miếng cao su như thế này, nhìn rất là sang, nhìn rất là xịn luôn. Chơi mini game rồi nha Hùng Lắm ơi, chơi hồi nãy rồi. Hello anh Quốc Cường nè, chờ lâu cả ngày hôm nay mới thấy anh Quốc Cường nha. Ở phía gọng kính thì có hình viên đạn cực kỳ là sang, màu vàng như thế này. Ở phía trong được chán một lớp nano chống chảy chống xước, được chán một lớp nano chống chảy chống xước, trong là trong bolero nha. Và phần cầu kính là một cầu kính ngang kết hợp với một cầu kính cong màu vàng kết hợp với màu đen, toát lên cái sự sang trọng của một chiếc kính thể thao nha mọi người. Đây là dòng kính thể thao cao cấp nha, có dòng chữ Patcher ở đây. Khi mọi người mua kính bên em, kính Patcher, mọi người sẽ được tặng kèm một chiếc hộp cực kỳ là sang chảnh như thế này, dòng kính, hộp kính Patcher. Và đặc biệt mọi người sẽ được tặng kèm thêm đó là khăn và phiếu bảo hành. Đây là phiếu bảo hành này, còn đây là khăn cho mọi người. Em chào anh Gia Hưng. Bây giờ mọi người nhìn thấy chiếc kính này cực kỳ là sang luôn. Dòng kính này bên mình chỉ còn đúng có 3 cái thôi, còn đúng duy nhất 3 cái. Có mắt kính ghế gái 11 tuổi không? Có nha. Kính 1 tuổi là mấy kính này đúng không? Sao được không? Sai. Kính 11 tuổi. Kính 10. Đây,
ơi, nếu như bà nào mà thích chiếc kính này, đây là kính dòng thể thao, kính xịn nha. Kính này thì cực kỳ là đẳng cấp rồi. Bà nào mà đẳng cấp thì mới mua chiếc kính này về mang nha. Rất là đẳng cấp, nhìn rất là sang luôn. Mọi người nhìn thấy cái phần góc kính của nó này, thiết kế của nó cực kỳ là trót luôn, nó cực kỳ là khác với những dòng kính khác. Đây là kính 8503 nha mọi người, phần góc kính bẻ ra bẻ vào như thế này mà không sợ gãy luôn nè. Đó, đây là kính xịn nha, kính dòng thể thao. Bé Huyền bán được nhiều chưa? Được ít lắm. Mới được ít là ngày hôm nay, ế quá trời luôn. Ê, anh Hoàng Thành ơi, kính này có giá là 700.000 mà Huyền chỉ còn đúng 3 cái cuối cùng. Huyền sale xuống chỉ còn 350.000 giá gốc cho mọi người luôn nha. Huyền sale giá gốc cho mọi người cho dòng voucher này luôn nè. Mọi người sẽ khi mua sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Chống tiêu vay chuẩn 400 luôn nha mọi người. Trong này là trong bolero. Trong bolero là trong chống chảy, chống sức, chống vỡ tốt nhất nha mọi người. Hộp của nó là hộp này nha anh Hoàng Thành ơi. Mẫu này Huyền chỉ còn có 3 chiếc thôi nè. Đây là Huyền sale chỉ còn 350.000 thôi. Ở phía trong là có phiếu bảo hành rồi khăn nha mọi người luôn nha. Hộp của nó cực kỳ là sang chảnh luôn. Ở phía trong được tráng một lớp nano nhá. Mẫu này Huyền còn đúng 3 chiếc cuối cùng. Huyền sale giá gốc cho mọi người luôn là 350.000 nha anh Hoàng Thành ơi. Anh Hoàng Thành lấy chiếc này đi cực kỳ là sang luôn. Nó sang lắm luôn, mọi người có thể so sánh những dòng kính khác, những dòng kính bình thường với dòng kính này, mọi người nhìn thấy nó có sự khác biệt đúng không ạ? Cực kỳ là khác luôn, nhìn rất là khác luôn nha mọi người. Bởi vì đây là kính xịt, kính thể thao, nó cực kỳ là đẳng cấp luôn. Mã chiếc kính này là 8503. 8503, bạn nào lấy chiếc kính này thì cảm ơn cho Huyền là 8503 cộng số này nha. Kính này có giá là 350.000, Huyền sale đến giá gốc cho mọi người luôn 350.000 một chiếc nha. Mọi người nhìn thấy không? Cực kỳ là sang luôn. Cái phần ngọc kính này bẻ ra bẻ vào mà không sợ gãy nha. Ở phía trong còn được tráng một lớp nano nữa. Bạn nào lấy cái này thì cảm ơn cho Huyền là 8503 cộng số thoại để Huyền chốt đơn nha. Ba cái cuối cùng nên là chỉ còn dành cho 3 người chốt đơn thôi. 8503 nha mọi người. Còn kính cho bé 11 tuổi có nha chị. Kính cho bé 11 tuổi là kính Dio nè. Bên em có kính Dio này. Kính Dio này thì 150.000, người nam xem xuống còn 99.000. Chị ơi, kính này là kính dành cho bé 11 tuổi nha chị. Đó, chị Huyền là 22 tuổi là gấp đôi. Đeo vào là nhìn nhí nhố. Bé 11 tuổi là mang kính này nha. Kính này là kính Dio nha, kính mắt mèo. Mấy bé thì rất là thích dòng mắt mèo này bởi vì nhìn nó trẻ trung và rất là dễ thương nha. Kính mắt mèo này hoặc là dòng kính này. Đây, kính này là dành cho bé 11 tuổi nha. Huyền đang sale xuống còn 99.000 một chiếc nhá. Kính này là kính Dio này. Kính này là kính Dio nha mọi người. Còn chiếc kính này, kính này là kính lục giác à. Cực kỳ là dễ thương luôn. Mấy bé thích mấy cái kính này lắm. Không thì nó còn có dòng màu vàng nữa nha mọi người. Bạn nào mà thích hơn, trẻ trung năng động thì có thể là mua những dòng màu vàng này. Kính này cũng cực kỳ là dễ thương luôn này. Đó, dành cho bé 11 tuổi nha. Bé này là 22 tuổi rồi nên là đeo vào nó hơi nó không hợp một chút nào cả. Nhưng mà em thấy thì dòng Dio này nó rất là đẹp. Dio này bé 11 tuổi là nó cũng lớn rồi nên là những dòng Dio như thế này cho nó nhá. Nhìn cái phần gọng kính của nó cũng cực kỳ là sang, nhìn nó người lớn hơn một chút. Còn nếu như mà lấy những dòng này thì nó nhí nhố. Nó quá nhí nhố đi, mấy cái này thì khoảng tầm mấy bé mà 7-8 tuổi thì mang được nhá. Còn 11 tuổi thì chúng ta sẽ chọn là kính Dio này cho bé này. Đeo kính to kia cơ. Là sao anh Thảo Lương ơi? Có ai đặt chiếc kính 8503 không ạ? Riêng với dòng 8503 em cam kết với mọi người luôn, không có một nơi nào bán cho mọi người một chiếc kính voucher mà với giá 350.000. Chỉ có ngày hôm nay Huyền sale up cho mọi người. Còn ba cái cuối cùng nên Huyền sale sập sàn cho mọi người với giá là như vậy thôi. Riêng với dòng 8503 thì mọi người mua hàng là không bao giờ thất vọng. Riêng với dòng 8503 mọi người chỉ cần nhận hàng thôi là nó đáng đồng tiền bát gạo với mọi người luôn. 350.000 một chiếc nhưng mà chúng ta xài 3-4 năm nó vẫn chưa có hư nha. Cực kỳ là bền và cực kỳ là đẹp luôn. Dòng này mà còn mấy mẫu khác nữa không Huyền? Dòng 11 tuổi thì nó chỉ có những dòng như thế này thôi. Không là dòng kính mắt mèo này này. Không là dòng những dòng kính mắt mèo này nha. Hồng lắm ơi. Thì không thì những dòng mắt mèo này, nhưng mà Huyền thấy những dòng này thì nó hơi lớn một tí. 11 tuổi thì Huyền thấy đeo những cái dòng như thế này là được rồi. Dòng Dio này là được rồi. Chứ còn bé mà đeo những cái kính to hơn thì nhìn bé rất là già, nhìn bé rất là lớn. Mít mắt mèo đây, mọi người chỉ nên là những dòng nhỏ như thế này thôi. Còn những dòng to như thế này thì phải qua tuổi như Huyền thì mang dòng này.
Còn bé đang nhỏ thì chỉ mang những đồng nhỏ như thế này thôi. Những dòng này này, 11 tuổi nó đang còn nhỏ mà, mới học có lớp 5. Học đi. Ờ. Đó, nó nhỏ. Còn tí, online được chưa? Nó giờ mấy phút rồi. Mọi người ơi, chắc là về đọc livestream đây. Bye bye mọi người nha.